nữ sinh được so sánh như bạch nguyệt quang với vẻ đẹp điên đảo thu hút vô số bạn học, trong số đó có nam chính Tết. Buồn thay cô nàng là Hoa đã có chủ, bỗng nhiên có cuộc ẩu đả gần đó, tính chất anh dũng nên Tết lao vào ngăn cản, ai dè bị kéo vào luôn. Khi này nữ thần trong mơ lao tới, thì ra kẻ gây rối kia là anh trai cô. Nhờ tinh thần quả cảm của mình, Tết đã ghi một điểm trong mắt Mary, cả hai đã trở thành bạn bè. Không chỉ có vậy, Mary còn mời Tết tới dự vũ hội cùng mình, chẳng chút do dự nên Tết đã đồng ý. Chờ đợi là thế cho tới khi ngày vũ hội tới, Tết biết được từ miệng bố mình rằng Mary đã bỏ đi cùng bạn trai, nó khiến trái tim anh tan vỡ. Đang thấy vọng thì mẹ của Mary nói con gái bà đang trong phòng chờ anh. Tết bước vào, quả nhiên Mary ở đây đang bận chỉnh tề trang phục. Để lấy lòng gia đình vại tương lơ, chàng trai tặng Warren, anh trai của Mary, một quả bóng chảy. Tuy nhiên khi đưa tay lên để thực hiện trò ảo thuật, người đàn ông bối rối đã ném anh ta xuống. Mary tiết lộ rằng Warren rất nhạy cảm với âm thanh, đôi tai cũng là điểm nhạy cảm nên anh ấy rất hoảng sợ mỗi khi ai đó chạm vào. Vụ náo loạn đã khiến chiếc váy của Mary bị hỏng, thế nên cô đi lên lầu để sửa nó. Tết trong lúc chờ đợi thì mắc vệ sinh, anh vào phòng vệ sinh lại vô tình nhìn thấy người đẹp đang mặc quần áo trong phòng ngủ của cô ấy qua cửa sổ. Vừa hay mẹ của Mary phát hiện, Tết vội vàng kéo khóa quần muốn đuổi theo giải thích thì bị mắc kẹt. Nghe tiếng hét thất thanh của Tết khiến gia đình Mary càng lo lắng. Charlie đến kiểm tra, kinh hoàng khi biết chuyện gì đã xảy ra, anh ta nhờ vợ giúp đỡ. Khi họ giải quyết vấn đề, một sĩ quan theo báo cáo hàng xóm đã nghe thấy tiếng hét của Tết. Người lính cứu hỏa đến ngay sau đó, do đó lượng khán giả ngày càng tăng vì tình huống khó xử và đau đớn của anh ta. Người sĩ quan tiến hành sửa chữa mớ hỗn độn, sau đó Tết cũng được đưa đến xe cấp cứu nhưng điều này chỉ khiến Tết được đưa lên xe cấp cứu. 13 năm sau, sau cái ngày trớ trêu ấy, Mary đã chuyển đến Florida, vì vậy Tết không thể gặp được cô. Trong thâm tâm anh vẫn nhớ nhung hình bóng nữ thần nên tìm người xin lời khuyên, bác sĩ tỏ rõ không hài lòng. Tập trung trị liệu thì không lo mà cứ cô ấy và cô ấy, hình như Tết có nữ tính hơn vẻ ngoài thì phải. Người đàn ông phàn nàn điều này với người bạn dom của mình đồng thời bạn trai cũ của Mary, anh cảm thấy mình như kẻ thua cuộc, sau đó anh so sánh mình với người bạn thân nhất của mình. Nó giờ có vợ trẻ con thơ còn tao thì vẫn độc thân, cơ mà nếu cưới thì tao chỉ muốn Mary mà thôi, đáng tiếc đến giờ chưa tìm ra tung tích nàng ấy. John đề nghị thuê thám tử tư nhưng Tết cho rằng làm như vậy thật đáng sợ. Cân nhắc một hồi cuối cùng Tết cũng chịu gặp điều tra viên Healy. Người đàn ông nghi ngờ Tết đang tìm kiếm Mary để theo dõi cô hoặc diệt cô, tuy nhiên anh ấy vẫn chấp nhận công việc. Chẳng bao lâu, Healy đến Florida và tìm kiếm Mary, người mà anh tìm thấy thông qua một sĩ quan mình từng làm việc cùng. Healy thấy Mary thức dậy vào một buổi sáng và chào người hàng xóm của mình. Thông qua nhiều lần theo dõi, Healy phát hiện ra Mary hướng ngoại và có rất nhiều bạn bè. Cô cũng là tình nguyện viên tại một trung tâm dành cho những người gặp khó khăn về thể chất và tinh thần, trong đó Warren là thành viên. Sau đó Healy nghe lén cuộc trò chuyện của họ trong bữa trưa. Anh biết Mary muốn ở bên một người đàn ông thích thể thao và tự kinh doanh, giống như một kiến trúc sư. Bằng cách này, anh sẽ có thời gian và sức lực dành cho cô và anh trai cô, thậm chí đưa họ đến những nơi như Nepal. Tuy nhiên, bạn bè của cô chỉ ra rằng Mary thường xuyên thay đổi quyết định, đặc biệt là về chuyện tình cảm. Khi Mary phủ nhận điều này, họ hỏi cô về người bạn trai cũ cuối cùng của cô. Mary giải thích rằng cô đã bỏ rơi anh vì anh không muốn anh trai cô ở bên. Thời gian trôi qua, Healy nhận ra mình có tình cảm với Mary. Vài ngày sau, điều tra viên gặp Tết và nói với cô rằng anh ta đã tìm thấy tình yêu thời trung học của mình, tuy nhiên lại bịa đặt cô ấy là mà đơn thân đang nuôi 4 đứa con. Tết nghe vậy bối rối, anh chắc chắn Mary không phải người như vậy, tuy vậy không thể tránh khỏi hoài nghi. Ngày hôm sau Tết tìm gặp Healy mới biết thằng cha đó chuẩn bị nghỉ việc để chuyển đến Miami. Điều tra viên nói dối rằng anh ta đã nhận được lời mời làm việc ở đó, vì vậy Tết hỏi thông tin chi tiết của Mary, hy vọng anh có thể kết nối lại với cô ấy và giúp đỡ cô ấy. Suy nghĩ nhanh chóng, Healy nói dối rằng Mary sẽ đến Nhật Bản để tổ chức một cuộc hôn nhân sắp đặt. John bật cười trước tình trạng khó khăn của mình, anh ta cho rằng Tết đã né được một viên đạn, nhưng người đàn ông đó không có chung cảm xúc này. Anh ta không hề hay biết, Healy đã chuyển đến Florida để kết bạn với Mary. Anh đăng ký tham gia sân golf mà cô đến, nhưng người phụ nữ có vẻ không hứng thú với anh. Điều này thay đổi khi anh ấy tuyên bố đã trở về từ Nepal, thích thú, cô tình cờ bắt chuyện với anh. Sau đó ở bãi đậu xe, khi Healy mở cửa xe, các bản thiết kế tràn ra làm Mary nghĩ anh ta là một kiến trúc sư. Healy củng cố lời nói dối của mình bằng cách tuyên bố mình cũng tình nguyện giúp đỡ những người gặp khó khăn về tinh thần, vì vậy hảo cảm của Mary dành cho anh ta ngày càng tăng. Trong khi đó, Tết phải giúp anh trai chuyển đồ đạc, sau anh ấy gặp Bob để xem xét xương sống do di chuyển quá nhiều đồ đạc. Trong khi Bob đang chăm sóc vết thương, Tết đề cập đến nỗ lực kết nối lại với Mary. Với sự ngạc nhiên của mình, Bob tiết lộ rằng anh vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp này vài tháng trước tại một hội nghị, chia sẻ người phụ nữ này là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Khi này Tết mới nhận ra Healy đã nói dối mình. Sau đó Tết làm gián đoạn cuộc họp của John để đưa tin, anh ấy cho rằng Healy chưa bao giờ thực sự tìm thấy Mary nên đã bịa ra câu chuyện về cô ấy. Tết quyết định lái xe đến Florida để gặp Mary, anh không biết cái thằng kia đang tiến vào mối quan hệ với nữ thần của mình. Cơ mà Magda vẫn nghi ngờ người đàn ông, cô chia sẻ với hàng xóm rằng con chó Puffy của cô có thể ngửi thấy mùi người xấu, nếu nó sủa vào buổi hẹn hò của cô ấy, ắt hẳn là tin xấu. Healy sử dụng thiết bị gián điệp để nghe lén cuộc trò chuyện của Mary trước khi gặp người phụ nữ. Anh ta thả một hộp thuốc an thần vào khe thư của Magda,
Buffy vui vẻ ăn món ngon khiến nó phải ngoan ngoãn khi Hilly đến gặp Mary. Điều này khiến các cô gái ngạc nhiên vì Buffy thường nghi ngờ người lạ. Cũng vì vậy, Mada bắt đầu tán tỉnh Hilly. Lo lắng, Mary đưa cô vào bếp để lấy đồ uống cho vị khách của họ và giữ Mada tránh xa anh ta. Tuy nhiên khi họ rời đi, Hilly nhận ra thuốc an thần có thể quá mạnh đối với con chó. Người đàn ông cố gắng hồi sinh Buffy một cách tuyệt vọng trong khi yêu cầu thêm nhiều thứ từ nhà bếp để khiến những người phụ nữ bận rộn. Thật may mắn cho anh, con chó cuối cùng cũng tỉnh dậy trước khi những người phụ nữ đến. Cặp đôi sau đó bắt đầu buổi hẹn hò. Mary làm Hilly ngạc nhiên khi đi đến triển lãm kiến trúc. Không còn lựa chọn nào khác, Hilly nghĩ ra những điều ngẫu nhiên để làm ra vẻ như anh ấy biết về kiến trúc. Thật không may cho anh ta, Mary gặp lại người bạn Tucker, một kiến trúc sư và là bệnh nhân cũ của cô. Người đàn ông kia cố gắng bắt chuyện về kiến trúc với Hilly, thế là kẻ lừa đảo giả vờ gặp người quen để trốn thoát. Trong khi đó, Ted đang lái xe tới Florida thì giữa đường có người xin đi nhờ. Người lạ chỉ ra rằng việc đón người quá giang hiện nay là bất hợp pháp nhưng Ted bác bỏ nó. Người đàn ông sau đó tuyên bố đang bắt đầu một công việc kinh doanh mới và mời anh ta đầu tư vào đó. Tuy nhiên việc anh nói lan man về ý tưởng của mình khiến Ted không thoải mái, vì vậy anh ấy đỗ xe vào một điểm dừng chân để giải tỏa. Thật không may cho anh, khu vực anh đi vào lại là điểm hẹn bí mật của những người đàn ông đang tìm kiếm sự thỏa mãn. Cảnh sát đến để đột kích khu vực, thế nên người quá giang trong xe của Ted đã bỏ chiếc túi đáng ngờ của mình và bỏ chạy. Cuộc đột kích được đưa tin trên bản tin nơi Jom nhìn thấy bạn mình bị bắt. Ở một nơi khác, Mary và Hilly tiếp tục buổi hẹn hò của họ. Kẻ nói dối liên tục sử dụng thông tin mà mình tìm được về cô để thu hút cô hơn nữa. Vì điều này, Mary cho phép người hẹn hò chạm vào mình trước khi họ chia tay. Trái ngược với sự may mắn của Hilly, Ted bị nghi ngờ là kẻ giết người do thứ trong chiếc túi kia là cỗ thi thể. Ted cố gắng giải thích có người quá giang đã đem chiếc túi theo và đi nhờ, nhưng không có ai nghe, đã vậy Ted còn bị đánh. Ngày hôm sau Ted được ra tù bởi người quá giang đã tự thú, dấu vân tay của anh ta đã xác minh điều đó. John tới đón Ted, cũng tiết lộ rằng trợ lý của anh ta đã tình cờ gặp bà chủ cũ của Hilly và anh ta kể cho cô ấy nghe những câu chuyện về việc yêu Mary. Trong khi đó, Tucker đến thăm Mary tại văn phòng của cô ấy để chia sẻ những nghi ngờ của mình về Hilly. Anh ấy đã xác nhận mình không phải là kiến trúc sư được cấp phép. Điều tra viên tức giận khi nghe điều này vì anh ta cũng đã cài đặt thiết bị nghe lén vào văn phòng của người phụ nữ. Dưới tin tức của Tucker, Mary mời bạn bè thảo luận xem cô phải làm gì với buổi hẹn hò của mình. Họ nghĩ cô nên bỏ rơi anh ta. Nhưng Magda đột nhiên gọi cho họ vì bộ đàm của cô ấy đã bắt được cuộc gọi giữa Hilly và bạn của anh ấy. Họ không hề hay biết, Hilly đã viết kịch bản cuộc trò chuyện này để khiến bản thân nghe có vẻ đồng cảm hơn bất chấp những lời nói dối của anh ta. Anh ta tuyên bố đã rơi vào cảnh nghèo khó sau khi phục vụ hầu hết những năm trong quân đoàn hòa bình. Vì vậy anh nghĩ mình không thể ở bên một người như Mary trừ khi anh nói dối. Điều này thuyết phục Mary và bạn bè của cô rằng anh ấy là một người đàn ông tốt. Vì vậy người phụ nữ lập tức hôn anh khi anh đến thăm sau đó. Ngày hôm sau, Mary mời Hilly dành thời gian với Warren. John và Ted tìm thấy bộ ba sau khi họ ăn trưa, xác nhận điều tra viên đã lừa được trái tim của Mary. Ngay sau đó, Hilly chạm vào tai nghe của Warren khiến anh ta bị đấm vào họng. Mary xin lỗi và giải thích rằng Warren chỉ cho phép những người mà anh ấy tin tưởng đến gần tai mình. Không muốn mất mặt, cô tạm biệt và bỏ đi. John nghĩ đây là thời điểm Ted có cơ hội với Mary, nhưng anh lại do dự vì nghĩ rằng cô ấy sẽ giận anh vì đã gửi Hilly cho cô ấy. Tuy nhiên, John gọi người phụ nữ rồi lẩn trốn. Vì vậy, khi nhìn về phía họ, cô ấy chỉ thấy Ted. Không còn lựa chọn nào khác, Ted đi đến chỗ người phụ nữ và giả vờ như tình cờ có mặt ở đó. Mary chia sẻ cô đã phải đổi họ của mình như thế nào sau khi bị bạn trai thời trung học theo dõi. Đây là lý do tại sao trước đây Ted phải vất vả tìm kiếm cô ấy. Sau đó, Ted mời cô đi ăn tối vào tối hôm đó. Mary tuyên bố cô ấy có kế hoạch nhưng người đàn ông nói đùa khuyên cô ấy nên bỏ cuộc hẹn hò để họ có thể đi chơi. Trước sự ngạc nhiên của anh, cô đồng ý. Tối hôm đó, Hilly nghe lén cuộc trò chuyện của Mary với Magda, biết rằng cô đã gặp Ted và đang hẹn hò với anh ta. Hơn nữa, người phụ nữ chia sẻ rằng cô ấy không còn quan tâm đến Hilly nữa. Cô chỉ hẹn hò với anh vì cô nghĩ anh là người đàn ông phù hợp với cô. Cuối cùng, Mary chưa bao giờ thực sự cảm thấy có mối liên hệ với anh ấy, vì vậy cô ấy quyết định từ bỏ nó. Ngay sau đó, Tucker đến thăm Mary và tiết lộ anh ấy đã liên hệ với ai đó từ cảnh sát để tra cứu Hilly. Từ đó phát hiện ra Hilly có hàng loạt tội ác trong hồ sơ. Nghe điều này, Hilly tức giận đi theo Tucker. Sau khi anh ta rời khỏi nhà cô và phát hiện ra người đàn ông thực sự là một anh chàng giao bánh pizza không cần nạng. Điều tra viên đối mặt với anh ta và cho rằng Ted đã thuê mình để phá hỏng cơ hội với Mary. Thay vào đó, Tucker thú nhận tên thật của anh ấy là Norm và anh đã nói dối về danh tính của mình bởi quá yêu Mary. Trong khi đó, John thuyết phục Ted rằng anh cần thỏa mãn bản thân để tự tin hơn trước khi gặp được cô gái trong mơ của mình. Vì điều này, người đàn ông làm việc của mình trong phòng tắm khách sạn nhưng không để ý chất lỏng sẽ đi đâu. Sau đó, Mary đến nên anh đến gặp cô, chỉ để cô nhận thấy có thứ gì dính trên tay anh. Nhận ra đó là gì, Ted nói dối rằng là gel vuốt tóc. Vì vậy, người phụ nữ xin một ít và bôi lên tóc khiến anh chàng sởn da gà. Tóc Harry dựng đứng lên mặc dù cô ấy không để ý, cả hai kết nối lại suốt đêm. Thậm chí một người phụ nữ còn ám chỉ rằng cô ấy muốn anh chuyển đến Florida để họ có thể ở bên nhau. Sau đó cô chia sẻ sự bất hạnh của mình trong chuyện tình cảm, kể lại việc cô suýt kết hôn với bạn trai cũ, cho đến khi cô phát hiện anh ta ghét anh trai cô. Hilly và Norm phát hiện họ đang đi chơi trước nhà Mary. Không muốn cho Ted một cơ hội, cả hai lén lấy chất cho Buffy ăn. Họ cũng vô tình làm rơi một ít vào đồ uống của Magda. Vì điều này,
Khi Mary và Ted đến nhà, họ thấy Magda đang điên cuồng dọn dẹp trong khi Puffy tấn công người đàn ông. Theo bản năng, Ted chống trả để tự vệ. Mặc dù vậy, Ted và Mary vẫn dành nhiều ngày bên nhau, thậm chí còn đón chú chó đang hồi phục từ bác sĩ thú y. Ted hình thành mối quan hệ gắn bó với Warren, khiến người phụ nữ cảm thấy như cuối cùng mình cũng có được người đàn ông trong mơ của mình. Điều này thực sự bị hủy hoại khi cô nhận được một lá thư nặc danh tiết lộ cách Ted thuê Hilly để theo dõi cô. Người đàn ông cố gắng bảo chữa rằng anh ta không biết Hilly có động cơ thầm kín, nhưng người phụ nữ không tin và bảo anh ta rời đi. Trước khi rời đi, Ted cuối cùng cũng thú nhận rằng anh ấy không thể ngừng nghĩ về Mary. Anh tin mình không thể hạnh phúc nếu không có cô nên anh liều mạng đi tìm cô. Ted sau đó tìm thấy căn hộ của Hilly và phục kích hắn ngay khi hắn quay trở lại cùng Norm. Điều tra viên bảo chữa rằng Hilly cũng có tình cảm với Mary nên không thể để cô rơi vào tay kẻ bám đuôi như Ted. Dựa vào cách Hilly lừa cô hẹn hò với anh ta, người đàn ông thấy điều này thật mỉa mai. Sau đó anh ta cáo buộc và gửi cho Mary bức thư về thỏa thuận của họ. Cơ mà điều tra viên phủ nhận điều này, thay vào đó buộc tội Norm gửi bức thư để hủy hoại cơ hội của cả anh và Ted. Người giao hàng cũng phủ nhận và nói với anh ta rằng họ nên cảm ơn anh ta vì đã loại bỏ bạn trai cũ của Mary. Rõ ràng Norm chính là người tung tin đồn Brett ghét Warren, từ đó thuyết phục Mary bỏ anh ta. Bộ ba không hề hay biết người gửi bức thư đã gây bất ngờ cho Mary tại căn hộ của cô ấy, đó là do bạn trai cũ và kẻ theo dõi cô từ thời trung học. Mary chỉ ra rằng cô có lệnh cấm đối với anh ta, nhưng người đàn ông điên loạn đảm bảo mình đang được điều trị. Tuy nhiên sự tiến bộ của anh đã bị hủy hoại khi Mary quay trở lại cuộc sống của mình. Mary lập luận chính bản thân không biết làm thế nào anh ta tìm thấy cô, khẳng định rằng mình đã từ bỏ cuộc sống cũ. Sau đó Mary yêu cầu anh ta rời đi, John tiếp cận người phụ nữ, yêu cầu mang theo thứ gì đó để tưởng nhớ cô ấy. May mắn thay, Norm và Hilly đang nghe trộm căn hộ của Mary nên họ chạy đến trợ giúp cô khi nghe thấy tiếng động. Khi đến nơi, họ phát hiện John đang lấy giày của Mary nên những người đàn ông ném anh ta xuống ghế dài. Điều này cũng tiết lộ cho người phụ nữ rằng người đàn ông mà cô biết, Tucker, cũng là kẻ giả mạo. Sau đó Ted đến, bối rối không hiểu tại sao người bạn thân nhất của mình lại ở đó. John tuyên bố rằng anh đã hủy hoại mối quan hệ của mình với Mary ở trường trung học. Tuy vậy, cô nàng vẫn khẳng định rằng họ đã chia tay trước khi cô đi chơi vũ hội với Ted. Cuối cùng, Ted cũng nhận ra người bạn thân nhất của anh chính là người yêu cũ bị ám ảnh bởi cô, Woojie. Nghe thấy tiếng động, Magda kiểm tra họ, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra. Hilly tận dụng cơ hội để giải thích rằng cả bốn người họ đều yêu Mary, vì vậy anh ấy yêu cầu cô ấy phải lựa chọn giữa họ ngay bây giờ. Trước sự ngạc nhiên của họ, Brett, người yêu cũ cuối cùng của Mary, đến cùng Warren. Ted gọi cho anh sau khi biết rằng Norm đã nói dối về việc Brett không muốn ở bên anh trai cô. Với suy nghĩ đó, anh muốn Mary kết nối lại với một người đàn ông phù hợp với cô. Sau khi chứng kiến những gì Norm và Hilly làm, Ted nhận ra rằng mình chẳng hơn gì họ, không ai trong số họ thực sự yêu cô ấy. Thay vào đó, họ chỉ bị ám ảnh bởi cảm giác mà cô ấy mang lại. Những người khác bác bỏ tuyên bố này nhưng Ted từ chối họ. Anh ta chỉ chúc Brett may mắn rồi chạm vào tai nghe của Warren để nói lời tạm biệt. Điều này khiến Mary ngạc nhiên vì anh trai cô ghét những người ở gần tai anh ta như thế nào. Bất chấp lời chia tay êm đềm, Ted vẫn đau lòng khóc lóc trên đường. Trước sự ngạc nhiên của anh, Mary phía sau kêu anh lại, hỏi liệu anh có cố ý không khi nói rằng cô ấy nên ở bên Brett. Người đàn ông xác nhận và nói thêm mình chỉ muốn cô hạnh phúc. Ngốc ạ, người khiến em hạnh phúc khi ở bên là anh đó. Kết quả cũng đã có, cuối phim hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào. Và bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì cho mình xin một nút like. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.